Xin chào các bạn đã quay trở lại với Surface Việt. Ai cũng thắc mắc rằng vì sao máy tính của mình mỗi khi mở trình duyệt Chrome thôi mà cũng bị giật và lag. Liệu phần cứng có vấn đề hay là do máy bị nhiễm mã độc hoặc virus? Trình duyệt Chrome vốn là một phần mềm nhẹ, nhưng những tab bạn mở trong trình duyệt mới là nguyên nhân chính dẫn tới việc ngốn tài nguyên máy. Hôm nay hãy cùng Surface Việt đi tìm hiểu chính xác nguyên nhân làm chậm máy PC của bạn là gì nhé. Sự khủng bố của Chrome thể hiện rõ nét ngay khi bạn mở đủ số tab nhất định. Toàn bộ RAM hệ thống sẽ bị ngốn sạch không còn chỗ cho các ứng dụng khác. Ngoài RAM, vi xử lý của hệ thống cũng là một món ăn ưa thích của các phần mềm trên trình duyệt hàng đầu thế giới này. Có một cách để kiểm tra liệu Chrome có phải là hung thủ để khiến một chiếc máy tính cực kỳ mạnh mẽ bỗng trở nên chậm chạp hơn. Đó chính là kiểm tra tiến trình hệ thống. Trên Mac, bạn cần mở ứng dụng Activity Monitor, còn trên Windows, bạn cần xem trong Task Manager. Nếu bạn thấy Chrome đang chiếm một dung lượng lớn tài nguyên như RAM và CPU, bạn có thể tiến hành các bước tiếp theo là xem chính xác tab, website và phần mở rộng nào là nguyên nhân lớn nhất khiến toàn bộ hệ thống rơi vào tình trạng trì trệ. Trong Chrome, bấm nút 3 chấm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt, chọn More Tool và chọn Task Manager. Chrome Task Manager sẽ cho bạn thấy chính xác những gì đang sử dụng RAM và CPU trên máy tính của bạn. Nếu máy tính bị nóng và quạt quay khá nhanh có nghĩa là tài nguyên CPU đang bị chiếm dụng bởi một thứ gì đó. Lúc này, bạn có thể bấm vào tab CPU để sắp xếp danh sách sử dụng CPU từ cao đến thấp. Ví dụ, bạn có thể ngừng và đóng các tab đang chiếm dụng quá nhiều CPU bằng cách chọn tab đó trong Task Manager và ấn nút End Process màu xanh da trời. Các phần mở rộng của Chrome cũng có thể chiếm dụng CPU. Bạn có thể ngừng một phần mở rộng theo cách tương tự trên, nhưng tốt hơn là bạn nên vào More Tool và chọn Extension. Bạn nên vào More Tool và chọn Extension để xem và tắt hoặc xóa bỏ các phần mở rộng không cần thiết. Trường hợp xấu nhất là có malware được cài trong Chrome và ăn toàn bộ CPU. Nếu rơi vào tình huống này, bạn sẽ cần sử dụng một phần mềm anti-malware để loại bỏ tận gốc nó. Nếu máy tính của bạn đơn giản là chạy chậm hơn thường lệ, có lẽ là nguyên nhân do các tab Chrome dùng quá nhiều RAM. Chrome vốn nổi tiếng là độ ăn RAM khi mà nó lưu trữ toàn bộ các tab và website, bao gồm cả nội dung, hình ảnh, video và quảng cáo trong RAM máy tính. Cũng như CPU, bạn có thể bấm vào tab Memory Footprint để sắp xếp danh sách những thứ dùng RAM từ cao đến thấp và quyết định đóng tab hay tắt phần mở rộng nào bằng cách ấn nút End Process. Nếu bạn sử dụng mọi tab đang bật và máy tính bỗng chậm hẳn đi, có lẽ lựa chọn tốt nhất là nâng cấp RAM. Nếu không thể nâng cấp thì bạn hãy sắm một chiếc máy tính mới với lượng RAM nhiều hơn máy tính hiện tại. Bạn cũng có thể thay thế trình duyệt Chrome bằng trình duyệt mặc định của hệ điều hành như Edge trên Windows hoặc Safari trên Mac bởi chúng đã được tối ưu hóa cho hệ điều hành hơn bất kỳ trình duyệt bên thứ ba nào khác. Vậy là mình vừa giúp các bạn phân biệt chính xác các tab, website nào khiến cho máy tính của bạn bị chậm lại. Hy vọng video này sẽ giúp mọi người cải thiện tình trạng máy tính của mình. Các bạn đang xem video của Surface Việt và nếu các bạn quan tâm tới các dòng sản phẩm laptop 2-in-1 của Surface sẽ truy cập ngay vào website surfaceviet.vn để tham khảo nhé. Tại đây thì luôn cung cấp những dòng sản phẩm laptop Surface chính hãng với mức giá, chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Và ngoài ra nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin công nghệ mới nhất cùng với đó là những dòng laptop khác thì hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo.